Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì mình lại tiếp tục đi lên núi để mà đi đặt bẫy nha mọi người. Mình cũng vừa mới tới nơi. Cái khu này thì nói chung là đây cũng là trên núi nha mọi người. Tí nữa mình chuẩn bị là mình đi lên trên núi. Đây mình đang ở dưới dưới chân núi thôi mọi người. Mà núi này thì dân thì họ khai thác quá rồi mọi người à. Họ chặt hết mấy cây lớn rồi, đây họ trồng hết bên lề rồi. Cái khu này bữa trước là mấy năm trước mình hay đi là mọi người, nói chung nó có chuồn mướp nhiều lắm. Nhưng mà năm nay thì mình cũng chưa đặt khu này một lần nào luôn. Hôm nay là mình đi đặt thử khu này. Mình cũng tính là đi kiếm những dấu vết chân của nó mọi người, nhưng mà đây là cái hôm qua hôm kia vậy đấy, trời nó vừa mới mưa mọi người, nên là đất nó cứng lại, nên là nó không có bụi, nên là mình không có thể phát hiện lại dấu chân nó được. Giờ mình cứ đi thôi, nếu gặp phân của nó hay là cái gì đấy thì mình sẽ bẫy luôn, hoặc nếu không thấy thì mình vẫn sẽ bẫy nha mọi người. Mình đặt lại mấy cái chỗ mà mấy năm trước mình hay đặt là nó hay dính nhá, nên mình sẽ đặt luôn nha mọi người. Mình mang theo cái bẫy hôm nay là khoảng 25 cái nha mọi người. Đây bẫy của mình đây mọi người. Đây mọi người, đây là bẫy mình trong ba lô này nha. Một ba lô bẫy. Rồi giờ mình bắt đầu đi nha mọi người. Giờ chắc là mình sẽ đặt một cái ở cái ven bụi này mọi người. Thường là mấy con chuột mướp mọi người nó cũng hay đi bụi này lắm. Bên này có bụi rồi bên này thì trống trống, nó thường nó đi rồi nó gặp cái gì đấy, nó gặp cái gì đấy nha, xong rồi nó sẽ chạy vào bụi để nó nấp mọi người. Đây, chắc mình sẽ đặt thêm một cái, kiếm cái chỗ nào hẹp hẹp một xíu là mình sẽ đặt. Chắc mình sẽ đặt ở chỗ này một cái mọi người nha. Đây, mình sẽ đặt đào chỗ này. Còn bên này mà sợ mưa mọi người, mưa thì nó nước mưa nó đi xuống nên là không đặt được. Giờ mình sẽ đặt ở trên này một xíu. Mình cũng vừa mới đặt bẫy xong hết rồi mọi người ơi. Thời tiết nói chung là nó cứ oi oi mọi người, oi bức á, khó chịu lắm, giống như là sắp mưa á. Hồi nãy thì đang đặt thì nói chung là sấm sét á, ầm ầm á mọi người. Nay chỗ mình cứ chưa trường lại mưa mọi người à. Giờ là mình bắt đầu xuống núi nha mọi người. Đây, con đường này là con đường dân họ làm hồi xưa là họ đi khai thác cổ mọi người. Giờ là họ khai thác hết rồi. Mình mới đặt bẫy chuồn là sợ nhất, là ngại nhất là gặp mưa mấy người. Mưa là nó trôi hết đất rồi lộ cái lá mình ngụy trang mấy người, nên là khó để mà dính được cũng được nó mọi người. Mong sao là tối nay trời không mưa nha mọi người. Rồi giờ mình sẽ về nha. Hẹn gặp mọi người sáng mai cùng mình đi thăm bẫy nha. Chào buổi sáng nha mọi người. Hôm qua thì lúc mình về mọi người, trời mưa to lắm mọi người. Đây này, đất vẫn đang còn ướt này, ướt lắm. Không biết là con chồn nó có ra không nữa.
Mình nói chung chôn thì nó chắc nó vẫn ra mọi người, nhưng mà mấy cái lá của mình mà mình phủ lên bẫy mọi người, nó nước mưa nó hay trôi đi mất mọi người, sợ chôn nó thấy nó không vào được mọi người. Bây giờ không biết có làm nên cơm cháo gì không, giờ mình cứ đi thăm nha mọi người. Rồi bắt đầu mình đi thăm nha. Đây này, mưa rất là to luôn, sương đang hoạt động lại luôn này. Rồi hôm qua mình cài đặt ở dọc theo đường này nè mọi người này, giờ bắt đầu đi nha. Đây có cái bẫy của mình mọi người này, không dính gì hết. Ồ, mưa nó làm đất nó cứng lại luôn mọi người. Cái bẫy này thì bật rồi. Ồ, dưới cân cốc mọi người ơi, do là trời mưa mọi người nên cân cốc nó cũng cũng ra là mọi người này. Nhảy vô phát là dí nó luôn này. Hôm qua là mình mang theo 25 cái bẫy, bây giờ mình thăm cũng mười mấy cái rồi mọi người ơi, mà không dí được con gì hết. Mình nghĩ là do là trời mưa mọi người, nó không ra hay sao. Nãy giờ rồi thăm chưa được con gì hết mọi người ơi, chắc là do mưa nên là nó không ra mọi người. Cái bẫy phía trước này mình đang đi mình nghe cái tiếng bụp luôn mọi người ơi. Đây mọi người, con sóc mọi người, nó vừa mới mới đi thôi, dính luôn cái bẫy của mình kìa. Đấy, có được con này nói chung là cũng tạm tạm được, về nữa ăn cơm cũng được. Chồn thì không biết có dính được không, còn 7-8 cái bẫy nữa thôi mọi người. Hôm mình đã thăm bẫy xong hết rồi nha mọi người. Hôm nay thì mình không nhức gì cả mọi người ơi, được mở con sóc thôi. Chắc mình nghĩ là do trời mưa mọi người, nhưng mà mình đi bẫy mọi người, mình đi bẫy của rừng nói chung là không dễ đâu mọi người, không khó lắm á. Mình đi rừng nói chung cũng mệt lắm mọi người à. Giống người ta nói là ăn được của rừng thì phải rưng rưng nước mắt đó, mọi người. Nếu mà mình mà cứ đi đặt bẫy mà ngày nào cũng dính á, thì nói chung là mình khỏi đi làm được, đi đặt bẫy rồi mình bán mấy cái chồn đó cũng có tiền mọi người. Nói chung là cứ lâu lâu thì được một con hai con thế mọi người. Kiểu như là giống như là ông trời nó cũng tính công cho mình thôi mọi người à. Giả sử một ngày mình làm được 150-200 nha, thì mình nó cứ dồn về, đến khi nào mình bẫy được con chồn mình bán được 1 triệu 2 triệu rồi đấy, là bù lại tiền công mình thôi mọi người à. Chứ mà mình nếu mà bẫy mà cứ dính miết là nói chung là ai mà muốn đi làm nữa mọi người à. Nói chung là ăn được có đừng khó lắm mọi người à. Rồi giờ mình dừng video tại đây nha mọi người. Hẹn gặp mọi người vào những chuyến mình đi đặt bẫy tiếp theo nha.